Hàng máy khoan Makita 36V mới về nhá. Đó, anh em nhìn kìa. Đúng ngượng luôn. Đó, chạy dầu ra này. Rồi, ok cho anh em. Đó, hàng xịn nó phải khác. Anh em ạ, hàng xịn nó phải khác nhá. Ok cho anh em. Rồi, 36V Makita nhá. Được chưa? Em test bắn vít luôn cho anh em xem nhá. Anh em rất là khỏe nhá. Okay. Xin chào anh em. Bên em còn ít dòng máy khoan pin Makita 36V nhá anh em nhá. Đó. Vì là còn ít thì bên em sẽ để giá xả kho cho anh em mình với giá là 550.000 dòng máy 36V. Thì một bộ gồm có là 2 pin, 1 sạc, 1 máy. Kèm theo phụ kiện 24 chi tiết gồm có mũi khoan sắt, khoan gỗ, mũi bắn vít 4 cạnh, 2 cạnh, đầu khẩu từ 4 đến 12 và một dây chuyển hướng nha anh em nhé. Kèm theo phiếu bảo hành. Đó, thì em sẽ xả kho cho anh em mình với giá là 550.000 kèm phí ship, vì do là hàng xả kho nên là không bao ship anh em nhé. Đấy, phí ship toàn quốc là 35k. Anh em mình nhận hàng được kiểm tra hàng, ok em thanh toán nha anh em nhé. Sau đây em xin làm video test máy cho anh em xem dòng máy 36V Makita. Vít rất là nhẹ nhàng anh em nhé. Bán trên sắt kẽm dày như tư này. Anh em có thể bán rất là nhẹ nhàng. Rất là khỏe. Bán vít rất là ngon này. Khỏe anh em nhé. Rất là khỏe.